truyền phim full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty truyền thông Quả Thổ. Trời ơi, anh làm cái gì mà lâu quá vậy? Đây, để anh mở cho. Lẹ lẹ đi, lẹ lẹ. Âu Anh ơi. Âu Anh. Ủa sao kỳ vậy? Nãy mình nghe tiếng đó mà. Ờ, rõ ràng trong phòng có tiếng. Cầm đi, chắc chơi trốn tìm. Để đó em. Đôi dép còn ở đây nè. Bệnh mà cũng còn chơi trốn tìm nữa hả con? Cái gì vậy? Trời, làm gì thằng Kiệt nó la âm sùm vậy? Dạ ông Kiệt hả? À, ở dưới có gì không vậy? Chết chà, coi chừng nó có chuyện. Anh ơi, đi xuống coi nó làm sao hả? Nhanh lên, đi. Làm cái gì mà ai chồng tiếc con hay sao mà con la làng la sớm nguyên cả nhà vậy? La mà muốn biết lỗ tai luôn đó. Con đang luyện thanh. À, cái gì thầy con nói, nếu như mà muốn làm ca sĩ hay là phải luyện thanh. Con à. Được, đủ rồi, đủ. Thầy nào dạy con vậy con? Thầy đời. Hả? Ê, con nói chơi thôi. Nó bụng quá, cho con cháu nữa. Đâu có được. Trời ơi, cái tô cháo này là dành cho Âu Quanh. Tội nghiệp Âu Quanh, từ sáng giờ nó chưa có miếng nào bỏ bụng hết á. Con sao được? À, mẹ ngồi xuống đây. Mẹ. Cái gì ba vậy? Xuống đây. Âu Quanh để con chăm cho. Còn bây giờ đó ha, ba với mẹ cứ ngồi đây mà nói chuyện với nhau, hâm nóng tình yêu đi ha. Còn Âu Quanh lớn rồi, không có thích người lớn kèm cặp đâu. Con đi nha. Cái thằng nó làm sao vậy? Hôm nay nó lạ lắm luôn á. Anh không biết nữa. Nhưng mà nó kêu hai đứa mình hâm nóng tình yêu. Cũng lâu rồi anh với bà xã không có hâm nóng tình yêu với nhau. Con xã kỳ quá. Có mấy đứa nhỏ ở nhà làm vậy nó cười cho. Đi lên chảnh nha. Lên à. Quanh nó bay đi mất tiêu rồi. Chết rồi. Kiểu này nó bị bắt đi thí nghiệm rồi. Quanh bị bắt đi rồi. Bước ra đi, ra đi bà nội. Trời ơi. Kêu cả tiếng đồng hồ giờ mới lên tiếng. Lo cho tôi hả? Sao đây? Ôi, tôi đang yếu lắm luôn á. Không đánh vậy rồi tôi phải đi sao? Trời, kêu lên tiếng đi. Dạ, gì? Hôm nãy á, suýt tí nữa là tôi chết luôn rồi đó. Trời ơi, nguy hiểm lắm, kiểu không biết được đâu. Không sao đâu, có tôi đây đừng lo. Tôi nhớ rồi. Cảm ơn nha. Cảm ơn cái gì? Đừng có để cho ai biết á, tôi mà bị lộ ra là tôi không còn làm thiên thần hộ mệnh của ông được đâu á. Cố gắng đi nha. Đây. Ngồi xuống. Ăn miếng cháo đi cho nó khỏe. Anh nè, ngon ha.
Vô đây con, vô đây. Dạ, dạ con chào bác. Ai đây là Lê Hòa, lớp trưởng lớp Tuấn Kiệt đó anh. Dạ, con là Lê Hòa, dạ con học chung lớp với là Tuấn Kiệt với Âu Oanh. Mà tại bữa nay con nghe nói là Âu Oanh bị bệnh cho nên là con muốn tới đây thăm. Thôi vậy để bác gái kêu Âu Oanh xuống gặp con ha. Em Dạ, thôi được rồi bác. Thôi để con đi lên chứ Âu Oanh đang bệnh, đi lên đi xuống cũng không tiện ạ. Trời ơi, con trai mà chu đáo quá à. Được rồi, để bác dẫn con lên ha. Đi, đi con. Đi lên con. Lên phòng rồi. Kiệt ơi, có bạn tới chơi nè con. Kiệt, sao bây giờ? Kiệt ơi, Kiệt ơi. Kiệt. Kiệt. Bây giờ, vậy Quỳnh cứ bình tĩnh ha. Cứ ở đây, ngoài kia cứ để tôi lo, ok? Được không á? Cái gì vậy? Làm gì vậy? Gì vậy? Ở quanh đâu? Mọi người không ai được bước vào phòng ngoài hết trơn á. Sao vậy? Trời ơi. Dạ. Đó, bạn bè tới thăm Âu Oanh. Con tránh ra cho mọi người vô. Cho tôi vô thăm Âu Oanh đi. Thôi mệt quá. Âu Oanh không cần ai mà thăm hết trơn á. Nhất là ông. Thôi bây giờ ông đi về đi. Trời con ơi. Kỳ bạn bè tới thăm về cho vô, con làm cái gì vậy? Dạ ba, không có gì mà kỳ hết trơn hả ba. Nè, không được nha. Mẹ thấy con vô lý lắm nha. Lê Hòa tới đây thăm Âu Oanh chứ không phải thăm con. Mà con cũng không có cái quyền mà con cấm Lê Hòa và mọi người vô thăm Âu Oanh hết á. Con không bỏ xuống là mẹ không để yên đâu nha. Mở cửa ra cho mẹ vô chứ. Không phải là con không muốn cho mọi người vô. Cái vấn đề ở chỗ rằng là con muốn đảm bảo an toàn cho mọi người. An toàn? Đúng rồi. Là sao? Tức là Âu Oanh đang bị bệnh. Đó, Âu Oanh nó bị cảm cúm. Nếu như mọi người mà vô á, bị cảm cúm lây rất là khó lành. Ôi, cái thằng thầu lao. Chứ nãy giờ con ở chổng vô thăm chút xíu á, sao con ở chổng cả buổi trời có là bị lây gì đâu. Ba nói đúng đó, con khác con miễn dịch, con không bị gì hết trơn. Không được nha, mẹ thấy là không được nha. Con vô lý cực kỳ luôn, bây giờ con bỏ ra, cho mẹ vô. Trời ơi, khổ quá, con nói nè, con đang gấp. Có cái gì thì con từ từ con giải thích. Giải thích cái gì, giải thích. Trời ơi. Âu Oanh. Con chính ra. Ủa, Lê Hòa hả? Âu Oanh có sao không vậy? Đúng không sao đâu, tôi bị cảm chút thôi à. Con ơi, con bị cảm mà con cứ chùm kín mít như vậy, coi chừng con ngộp thở đó con. Đúng rồi, nóng lắm á. Bỏ ra đi. Dạ, con buồn ngủ quá à. Cho con ngủ xíu đi. Trời ơi, con ngủ hoài không có tốt đâu. Bây giờ con thay đồ, đi theo chú, ra chạy ra công viên. Mình chạy, tập thể dục chút xíu là nó ra mồ hôi là hết liền hả? Dạ. Xui bậy không à, nó đang bị cảm cúm tự nhiên kêu nó ra gió rồi nó còn dễ thăng hơn nữa đó. Dạ đúng rồi. Vậy hả? Thưa hai bác, nếu mà Âu Oanh mệt vậy rồi thôi vậy cho con xin phép về trước, rồi ngày mai con lại qua. Về đi. Lê Hòa về đi nha. Lê Hòa về nha. Cái người gì đâu mà vô duyên cái sòng sọc cho người ta chi. Về đi. Con mới là vô duyên á. Trời đất ơi, nghĩ gì sao bạn bè tới thăm mà nói như vậy. Thôi nó nghe, hay là giờ vậy con đi xuống dưới dùng cơm với hai bác rồi hẳn về. Dạ. Mẹ, trời ơi, nhà mình cơm có dư đâu mà nấu cho người dân. Nè nghe tôi nói cho nghe nha, nhà tôi là cơm khó nuốt à, nuốt cho mất nghẹn ngang. Cái thằng này ăn nói cái gì kỳ cục. Dạ thôi thưa hai bác, với lại con nhà con cũng nhiều việc lắm, con phải về con phụ với gia đình nữa. Dạ thôi có gì hôm khác nha hai bác. Vậy thôi cũng được. Ha. Dạ để dịp khác. Thôi thôi đi, để bác tỉnh con. Dạ. Âu Oanh bảo trọng nha Âu Oanh. Biết ơn như con. Dạ. Chăm sóc cho nó đó. Oanh giữ gìn sức khỏe nghe. Làm giống như quan tâm lắm mà bị đặt. Thì Lê Hòa quan tâm tôi thiệt mà. Chứ có giống ông đâu. Tối ngày bắt nạt tôi. Trời ơi, tôi bắt nạt bà hả? Thôi đi ha. Lê Hòa làm gì là có mục đích đó. Mục đích? Bà có thể không biết nhưng mà tôi quá rành luôn. Đừng có nói á, là Lê Hòa biết tôi là thiên thần nha. Xong rồi ông muốn tôi làm thiên thần hộ mệnh hả? Bản quyền phim Full Hạ Tầng Toàn Cầu thuộc công ty truyền thông Quả Thổ